Hello! Biển xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên, Biển xanh xin kính chúc quý anh chị, quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát tường Phú Sinh, nơi có bảy kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 8 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển xanh đang có mặt trong cái khu du lịch này để mà giới thiệu và chia sẻ đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới đó là một lô đất diện tích 4 x 18 hướng bắc nằm ở khu vực Điện Âm quý anh chị nhé. Phía trước mặt mình đây chính là con đường trục chính TC4 mình quẹo tay phải chạy 200 m là ra công viên 7 kỳ quan thế giới, cái khu vực đang nóng nhất và hot nhất của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy thì ở cái khu vực điện âm này thì vẫn còn thưa thớt nhà cửa quý anh chị Bởi vì ở cái khu này thì nó còn đang được trả góp cho nên là chưa có nhiều nhà xây dựng quý anh chị nhé mình góp đến 95 thì mới được xây nhà và cái sản phẩm hôm nay biển xanh giới thiệu là cái lô hướng Bắc đây chính là vị trí của lô đất quý anh chị nhé đây. tính từ cái cọc bê tông này mình đo ngang sang là 4 và dài sâu xuống phía dưới luôn là 18, 72 mét vuông, đất thổ cư 100% và lô này thì còn góp 1 tháng nữa quý anh chị. Đến ngày 5 tháng 12 thì còn góp thêm một lần nữa là đóng 8 triệu 535 ngàn Và sau đó thì mình sẽ chờ công ty gọi mình đi công chứng sang tên ra sổ Thì mình đóng thêm một lần cuối cùng để lấy sổ đó là 24 triệu 850 ngàn Và cái lô này thì có giá là 700 triệu là bao phí chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc quyền chị nhé Tổng chọn gói là 700 triệu và mình trừ ra cái một cái lần mà mình góp 8.535.000 triệu 535 ngàn và cái lần mà mình lấy sổ là 24.850.000, triệu 850 ngàn, tổng là khoảng hơn 33 triệu thì cái số tiền mình xuống uh, cho cái chủ đất này là khoảng 560 triệu quý anh chị. À em xin lỗi khoảng 660 triệu. Là mình sẽ sở hữu ngay cái lô đất 72 m2 hướng bắc này nằm ở khu vực điện âm quý anh chị nhé. Cái, trong cái khu này thì có nhiều lô người ta còn góp 5 6 tháng cũng có nhiều lô thì đã góp như là xong đến nơi luôn rồi giống như cái lô này thì người ta góp chỉ còn có một tháng nữa tức là góp vào cái lần năm tây tháng 12 2019 này là sẽ đóng 8 triệu 535 ngàn sau đó thì chờ chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường gọi mình đi công chứng sang tên để mà ra sổ hồng cái tên của mình thì mình sẽ đóng là 24 triệu 850 ngàn Và tổng giá bán của cái lô này chỉ có 700 triệu thôi quý anh chị nhé Cái số tiền mình xuống là khoảng 660 triệu Nó cũng vừa túi tiền với mình Mà mình sở hữu ngay cái lô đất là 72 mét vuông Nếu quý anh chị nào đang quan tâm đến vị trí và giá của lô này Thì hãy nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber, Skype Hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh Số điện thoại 037 730 4018 Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì dân sinh đã về ở lên đến 35% rồi và do cái dự án này nó quá lớn lên đến 107 hecta và còn đang tiếp tục mở rộng thêm 46 hecta nữa cho nên là lượng dân sinh 35% thì người ta ở rải rác toàn dự án cho nên là mình nhìn trên màn hình thì không thấy đông và đặc biệt thì ở cái khu vực điện âm này thì còn đang được trả góp cho nên là chưa có nhiều người xây nhà quý anh chị và có một số căn nhà người ta đã xây ở đây là người ta đã đóng đến 95% cũng có những uh, lô thì người ta đã đóng tới 100% luôn rồi ngay từ lúc đầu người ta mua là người ta đóng 100% cho uh, công ty cổ phần tập đoàn địa ốc cát tường luôn rồi cho nên là người ta xây nhà của anh chị nhé bởi vì uh, đang trả góp cho nên cái khu vực điện âm này nó còn thưa thớt nhà cửa trong khu này thì nước hoàn toàn là nước máy đèn đường camera an ninh và vào buổi tối và cũng như là cuối tuần hay các dịp lễ thì trong cái khu du lịch uh, sinh thái Cát tường Phú Sinh này thì khách thập phương về đây để mà uh, tham quan du lịch vô cùng là đông đúc cho nên là mình ở trong khu này mình cũng khá là thuận lợi để mà kinh doanh buôn bán quý anh chị nhé. Đây là một cái khu du lịch đầu tiên và duy nhất tại phía Tây Bắc Sài Gòn những cái vùng lân cận xung quanh đây và cũng có những cái khu vực nhà sài gòn gần gần với cái khu uh, cát tường phú sinh này người ta cũng đổ dồn về đây để mà tham quan nghỉ dưỡng và du lịch vào dịp cuối tuần các ngày lễ trong năm hoặc là buổi tối thì cũng có rất là nhiều các bạn trẻ về đây để mà vui chơi giải trí của anh chị nhé Trong khu này có hai cái hồ sinh thái lớn rộng 15 hecta và 23 hecta Nó giống như là cỗ máy điều hòa không khí khổng lồ khiến cho không khí ở trong này vô cùng là trong lành và mát mẻ Nó giống như là trên Đà Lạt vậy đó quý anh chị Biển xanh xin được nhắc lại cái lô đất này tổng giá bán là 700 triệu là bao sang tên bao phí chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc đó quý anh chị nhé. Ờ à, cái lô này thì còn góp một kỳ nữa, đó là góp vào ngày 5 tháng 10 2019 là góp 8 triệu 535 ngàn Sau đó thì mình sẽ chờ chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Cát Tường gọi mình đi công chứng ra sổ hồng Thì mình sẽ đóng là 24 triệu 850 ngàn Thì mình sẽ lấy cái số tiền là 700 triệu từ trừ đi một cái tháng góp đó và một cái tháng cái cái lần khi mà mình lấy sổ Thì cái số tiền mình xuống cho chủ đất này chỉ khoảng 660 triệu là mình sở hữu ngay cái lô đất này rồi quý anh chị nhé Mình mua lô đất này thì chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc Mình sẽ lên trên trụ sở chính của công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường tại địa chỉ 259A Nguyễn Văn Trỗi phường 10 quận Phú nhuận để mà chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc sang cái tên của mình sau đó thì đến ngày 5 tháng 12 mình góp thêm một lần nữa rồi mình sẽ chờ chủ đầu tư gọi mình đi công chứng cái khu này nó thuộc đợt 10 cho nên là mình còn uh, chờ chủ đầu tư gọi mình đi công chứng trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì có 12 đợt đã ra sổ hồng lên à, tới đợt 9 rồi Cho nên là bây giờ chuẩn bị cái đợt 10 là đang chờ chủ đầu tư gọi mình đi công chứng Quý anh chị nhé, trong khu này là công chứng ra sổ là theo đợt Chính vì thế mà chưa tới thời điểm, chưa tới thời gian Cho nên là chủ đầu tư chưa có mời chủ đất đi công chứng thôi Trong khu này thì mình mua sổ hồng cũng được hay là hợp đồng nguyên tắc cũng được Bởi vì công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường Group đã có nhiều năm kinh nghiệm à, cái ở cái khu vực uh, bất động sản khu vực long an này và đã thành công vô cùng là nhiều dự án lớn cho nên là quý anh chị mình hoàn toàn an tâm quý anh chị nhé rất là nhiều khách hàng đã từng mua của Cát Tường Rốt thì chỉ cần nghe thấy tên là đã biết rằng nên mua hay là không rồi cho nên quý anh chị mình hoàn toàn an tâm không phải lo lắng gì về vấn đề pháp lý Trong cái dự án Cát Tường Phú Sinh này thì có 12 đợt đã ra sổ tới đợt 9 rồi thì mình không có cớ gì mà phải lo lắng rằng những cái đợt sau là không có ra sổ nữa Chỉ là thời điểm này chưa tới thời gian để mà công ty gọi đi công chứng ra sổ quý anh chị Mỗi lần công chứng là khoảng 1.000 nền luôn đó quý anh chị nhé Quý anh chị và các bạn đang có cái số vốn dưới 700 triệu mà muốn sở hữu một lô đất lớn 72 mét vuông như thế này thì cứ nhấc máy ngay lên gọi cho biển xanh số điện thoại 037 730 4018 biển xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé kính chúc quý anh chị quý nhà đầu tư một ngày mới thật là nhiều niềm vui hãy nhấn đăng ký kênh của biển xanh để theo dõi những clip mới nhất còn bây giờ biển xanh xin được phép dừng video ở đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo nhé